Diễm Thi thân mến chào quý khán thính giả với chương trình Điểm tin thể thao. Trước hết là tin liên quan đến thể thao Việt Nam. Cuối tuần này, V-League sẽ tiếp tục với các trận tranh tài vòng 7, trong đó cặp đấu được chú ý nhất diễn ra trên sân vận động Cần Thơ giữa chủ nhà Xổ số Kiến thiết Cần Thơ với Hoàng Anh Gia Lai của ông bầu Đoàn Ngân Đức. Vòng 7 V-League cũng chứng kiến hai cuộc nội chiến miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp người láng giềng QNK Quảng Nam. Trong khi đó, Đồng Tâm Long An sẽ có trận đụng độ với BKMX Bình Dương ở miền Tây Nam Bộ. Một trận đấu được chú ý khác diễn ra vào chiều Chủ nhật khi đội bóng đang dẫn đầu V-League là Tham Quảng Ninh tiếp Thanh Hóa. Trước đó, trong trận đấu sớm diễn ra vào chiều thứ Sáu, 6 tháng 2 trên sân Vinh, chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 2-0 trước Hà Nội TNT. Về bơi lội, tin từ Việt Nam cho biết, hôm 4 tháng 2 vừa qua, vận động viên bơi Hoàng Quý Phước lên đường sang Nhật Bản tập huấn với nguồn kinh phí tiền tỷ từ Tổng cục Thể dục Thể thao và đơn vị chủ quản Đà Nẵng. Thể thao và du lịch Đà Nẵng đã thống nhất chuyển địa điểm tập luyện thay vì Trung Quốc, Mỹ như trước đây. Theo ông Nguyễn Đông Hải, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện thi đấu vận động viên thành phố Đà Nẵng, thì bơi lội Nhật Bản phát triển hàng đầu châu Á và không kém cạnh Trung Quốc. Sân bóng như vùng chiến sự là mô tả của Liên đoàn bóng đá Ghana về cảnh bạo loạn mà các tuyển thủ của họ trải qua trong trận bán kết thắng chủ nhà Guinea Xích Đạo 3-0 hôm qua 5 tháng 2. Khi trận đấu đang diễn ra với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về Ghana, một số cổ động viên quá khích liên tục đập phá, la ó, ném chai lọ, thậm chí là các mảnh thủy tinh vào khu khán đài của cổ động viên Ghana, cũng như xuống dưới sân gây nên cảnh tượng hỗn loạn khủng khiếp. Để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ Ghana, trọng tài chính bất đắc dĩ phải cho trận đấu tạm dừng hơn 30 phút, đồng thời ban tổ chức cũng huy động lực lượng an ninh vào cuộc. Trận đấu tiếp tục diễn ra ngay sau đó nhưng do không khí căng thẳng cho nên đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Và thưa quý vị, sân cỏ Âu Châu sẽ tiếp tục chứng kiến các cuộc tranh tài hấp dẫn giữa Arsenal và Tottenham ở London. Ngoại hạng Anh tuần này cũng thu hút sự chú ý của khán thính giả khi Everton gặp Liverpool, West Ham tiếp đón Manchester United, đương kim vô địch Manchester gặp Hull City, đội dẫn đầu Chelsea hành quân với Aston Villa. Tại Tây Ban Nha, La Liga thứ 7 sẽ chứng kiến trận cầu nảy lửa giữa Atletico Madrid và Real Madrid. Trong khi đó, một ông lớn khác là Barcelona có vẻ dễ thở hơn khi chỉ gặp Athletic Bilbao. Tại Ý, cuối tuần này sẽ diễn ra trận Derby Italia giữa hai câu lạc bộ nhiều duyên nợ là Juventus và AC Milan. Tuy nhiên, do sự sa sút của AC Milan trong thời gian gần đây, cho nên sức nóng của trận đấu này đã không còn được như trước. Diễm Thi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Điểm tin thể thao tuần này.